City Logimax xin chào các bạn, tôi là Tom Kevin. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về những kiến thức xuất nhập khẩu Logistics. Ngày hôm nay chúng ta sẽ biết về dịch vụ Logistics khép kín là gì. Dịch vụ Logistics khép kín hay dịch vụ Logistics tích hợp hay là dịch vụ Logistics chọn gói là dịch vụ Logistics bao gồm toàn bộ hay gần như toàn bộ các công đoạn của quá trình Logistics, từ khâu lập kế hoạch, mua nguyên vật liệu cho đến khâu vận chuyển, cung ứng cho các nhà máy, phân xưởng, sau đó đưa cái sản phẩm đến các đối tác là nhà phân phối hay là người tiêu dùng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics khép kín hoặc sẽ phải có quy mô lớn, ví dụ như sở hữu cả đội xe, cả nhà kho, có cả bộ phận làm dịch vụ giao nhận, chuyển phát, thuê tàu, bảo hiểm v.v. hoặc phải có trình độ quản lý và uy tín để kết nối, thuê lại các nhà cung cấp dịch vụ riêng lẻ và đảm bảo sự kết nối suôn sẻ giữa các nhà cung cấp dịch vụ đó. Doanh nghiệp dịch vụ Logistics khép kín thường sẽ có mối quan hệ bền chặt với khách hàng do hoạt động của họ đã trở thành một bộ phận khăng khít trong hoạt động của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Dịch vụ Logistics khép kín nhìn chung chưa có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đủ sức mà cung cấp dịch vụ Logistics khép kín. Trong khi đó, đây lại là ưu thế của các doanh nghiệp Logistics có nguồn vốn FDI. Và Logistics ngược là gì? Thông thường khi hàng hóa giao đến tay khách hàng và được coi kết thúc là một quá trình của Logistics, tuy nhiên trong một số trường hợp sau đó hàng hóa lại phát sinh một số vấn đề và có nhu cầu đưa ngược lại từ khách hàng đến người sản xuất hoặc là phân phối. Ví dụ như một chiếc máy giặt một thời gian sử dụng có tình trạng hỏng hóc, hoạt động kém chất lượng, cần chuyển lại cho nhà sản xuất hoặc đơn vị để được ủy quyền bảo hành, sửa chữa hoặc đổi cây mới. Quá trình này cần thực hiện nhanh chóng để đảm bảo quyền lợi và đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Ví dụ như khi bình ga nhà bạn bị cạn đi và bạn phải gọi cho đại lý, nhà phân phối ga, nhân viên giao nhận đem cái bình ga đến, bình ga mới mình đến đó, và nhận lại bình ga cũ đã cạn, đã hết ga. Cũng về tương tự như vậy thì việc thu gom, thu hồi container rỗng từ cái nhà máy về cái cảng và trả lại hàng hóa dư thừa hay là quá hạn sử dụng cho nhà sản xuất cũng là hoạt động của Logistics ngược. Một trường hợp cũng được coi là Logistics ngược khi web bán hàng thương mại điện tử khi giao hàng không thành công và không giao được hàng đến tay khách hàng, phải chuyển trả lại cho người bán hàng, thì việc thu gom vận chuyển phế liệu rác từ các cơ sở sản xuất, bệnh viện, cộng đồng, cư dân cũng là một trường hợp Logistics ngược. Và Logistics ngược thì còn gọi là Logistics thu hồi, là hoạt động nhằm để đưa các hàng hóa từ khách hàng, người tiêu dùng về lại người sản xuất hoặc là phân phối nhằm để đảm bảo bảo hành, sửa chữa, thay thế, tái chế hoặc cũng có thể loại bỏ luôn. Và tiếp theo mình sẽ thấy là hoạt động này sẽ như thế nào. Hoạt động này có thể đi kèm với các hoạt động như xử lý khủng hoảng, quan hệ với truyền thông để cái góp phần giữ gìn hình ảnh của doanh nghiệp sản xuất và phân phối. Tôi lấy ví dụ như Galaxy Note 7 trên toàn thế giới có một chiến dịch thu hồi điện thoại trên toàn cầu của hãng Samsung là một hoạt động Logistics ngược. Và chúng ta sẽ biết là Logistics đô thị là gì. Họ có định nghĩa như sau: Logistics đô thị là một phân nhánh của Logistics nói chung để chỉ quá trình vận chuyển, giao nhận, lưu trữ hàng hóa trong các thành phố nơi mà có mật độ đường xá dày đặc, phương tiện đông đúc nên tốc độ di chuyển chậm, mất nhiều thời gian để đưa hàng hóa đến đích. Và đặc điểm của Logistics đô thị là sự đa dạng về phương tiện vận chuyển, trong đó phương tiện chủ yếu là xe tải và với các kích cỡ, kích thước khác nhau. Đặc điểm thứ hai là sự đa dạng về địa hình trong thành phố và tình trạng tắc đường, kẹt xe làm cho thời gian giao hàng khó được đảm bảo, được chính xác. Chính vì vậy, Logistics đô thị đặc biệt được các nhà quản lý siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, ngân hàng, các cơ sở sản xuất nằm trong thành phố quan tâm rất là nhiều, và các doanh nghiệp vận chuyển phát nhanh, giao hàng, mua sắm qua mạng cũng hết sức lưu ý đến các hình thức Logistics này. Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy mở rộng hơn về Logistics đô thị cũng có thể được dùng nói đến những việc hợp lý hóa vận chuyển trong đô thị nói chung, bao gồm kể cả hàng hóa và con người.
Với cái nghĩa này, các chuyến hành vận chuyển hành khách như xe bus, tàu điện ngầm là một phần của logistics đô thị. Chúng ta sẽ thấy, như ta đã nói logistics đô thị rồi, thì mình giờ mình nói là bưu chính có phải là một hoạt động dịch vụ logistics hay không? Chúng ta được biết là bưu chính là dịch vụ vận chuyển và phát văn bản, bưu phẩm, bưu kiện thông qua mạng bưu chính. Văn bản có thể là thư từ, tài liệu, bưu thiếp thường dùng để trong vật đựng là bao bì. Còn bưu phẩm, bưu kiện là những cái món hàng có khối lượng nhỏ, số lượng đơn lẻ. Như vậy, đối tượng của dịch vụ bưu chính cũng là những cái món hàng vật chất cụ thể được người sử dụng dịch vụ, người gửi thuê dịch vụ của công ty bưu chính để vận chuyển đến tay người nhận. Đó là một chức năng mà các công ty dịch vụ logistics đang làm. Tiếp theo nói cách khác, công ty bưu chính cũng là một cái công ty dịch vụ logistics. Chỉ có điều là loại hàng hóa mà công ty này đang xử lý có tính chất đặc thù hơn một chút, đó là các văn bản. Còn với các loại bưu phẩm, bưu kiện thì cũng hoàn toàn giống như các loại hàng hóa khác. Vì một đặc điểm của bưu chính là đối tượng phục vụ rất đa dạng, bao gồm mọi đối tượng trong xã hội, từ cơ quan, doanh nghiệp cho đến cá nhân, người già cho đến trẻ, người trẻ. Còn các công ty logistics thông thường chủ yếu phục vụ đối tượng là doanh nghiệp. Có thể được coi bưu chính là hình thức các loại hình logistics C2C. Còn trong khi đó, các doanh nghiệp, các công ty logistics thông thường thì sẽ là B2B. Và sự bùng nổ của các công nghệ thông tin và thương mại điện tử đã làm cho hoạt động bưu chính thay thế đáng kể về số lượng thư bằng giấy giảm đi, trong khi đó lượng hàng hóa được giao từ các website bán hàng đến người mua B2C tăng trưởng vượt bậc. Dịch vụ bưu chính cũng là vì vậy đã càng ngày càng trở nên gần gũi hơn với dịch vụ logistics thông thường. Tiếp theo mình sẽ thấy là một nhánh của bưu chính là hoạt động chuyển phát nhanh, là hoạt động bưu chính được thực hiện với thời gian ngắn với độ tin cậy cao. Do vậy số lượng hàng hóa nhiều lại là đa dạng từ nhiều người gửi và đến nhiều người nhận khác nhau, nên các công ty bưu chính chuyển phát nhanh đều phải có trung tâm chia chọn, tức là sorting center, để phân loại hàng hóa, giúp để đưa hàng hóa đến đúng địa chỉ trong thời gian nhanh nhất có thể. Đây cũng chính là một đặc điểm phân biệt công ty bưu chính chuyển phát nhanh với công ty logistics thông thường. Và tiếp theo mình sẽ thấy là dịch vụ bưu chính trước đây gần như thuộc độc quyền của nhà nước, nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau cũng tham gia vào dịch vụ này, nhất là hoạt động chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện. Chúng ta sẽ nói là dịch vụ khách hàng có được coi là một hoạt động logistics hay không? Mặc dù không phải là một công đoạn trực tiếp trong công việc đưa hàng hóa đến người tiêu dùng, và dịch vụ khách hàng hay là dịch vụ sau khi bán hàng đôi khi cũng được coi là một phần của quá trình logistics. Và mục đích của dịch vụ khách hàng là làm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, chăm sóc và giúp đỡ khách hàng sử dụng, khai thác hết các tính năng của sản phẩm và qua đó tạo dựng niềm tin của khách hàng tiếp tục mua các sản phẩm khác. Tôi cũng đã chia sẻ cho anh chị và các bạn tiếp theo là dịch vụ khách hàng là trong logistics ngược, dịch vụ khách hàng là không thể thiếu ha, để nắm bắt được ý kiến của khách hàng về sản phẩm, triển khai thu hồi, bảo hành, sửa chữa và các sản phẩm để đạt yêu cầu. Và tôi đã chia sẻ cho anh chị các bạn như thế nào về logistics ngược, dịch vụ khách hàng cũng như là logistics khép kín. Nếu anh chị nào có nhu cầu về hỗ trợ tư vấn kỹ năng nghề nghiệp dịch vụ logistics, xin liên hệ với số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.